thông tin tiểu sử Park Yu Chun tên thật. Park Yu Chun ngày sinh 4 tháng 6 năm 1986 nơi sinh. Seoul, Hàn Quốc nghệ danh Mickey Yu Chun tại Hàn Quốc và Yu Chun tại Nhật Bản. Vai trò ca sĩ vũ công, diễn viên, nhạc sĩ, người mẫu, rapper hoạt động. Từ năm 2003 đến nay thời niên thiếu Yu Chun sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, năm lớp 6. Anh theo gia đình sang Hoa Kỳ sinh sống tại Fairfax, Virginia và theo học trường sơ trung hôm mít của hạt và trường trung học sang anh được phát hiện bởi brother entertainment và trở về hàn quốc rồi gia nhập fm entertainment anh còn có một em trai là nam diễn viên park yu hoan sự nghiệp Em mời nhạc tháng 12 năm 2003. U-chun ra mắt cùng TVXQ trong một buổi biểu diễn đặc biệt có sự tham gia của Bauer và Britney Spears. Bên cạnh làm việc cùng TVXQ anh cũng có một số hoạt động riêng lẻ. Yu Chun xuất hiện trong ca khúc Tokyo Lover Life, rút từ album Star của DJ Makai, người Nhật. Anh cùng Uno Juno đọc rap trong ca khúc hát quế Êch, nằm trong album thứ ba của Super Junior. Sorry, sorry, sự nghiệp diễn xuất YouTube xuất hiện trong một số tập của hai show truyền hình ăn khách cùng TVXQ, Ban Jun Theater và Vacation năm 2006. Anh đóng vai trò khách mời trong bộ phim Rainbow Roman năm 2010. Yu Chun cùng Park Min jae Ang, Song Jung Ki và Yu ah In cùng đóng trong bộ phim Sung Kiêu Quan Scandal được chiếu trên kênh KBS kể từ ngày 30 tháng 8. Anh Đờ giành được giải thưởng diễn viên năm mới hay nhất cùng với Park Min Jae ăn nhận giải cặp đẹp đôi. Giải được Quan Tê em mời nhiều nhất trên các trang mạng tại lễ trao giải Drama Awards của đài KBS vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. Anh Đờ, vinh dự được nhận giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải đê sang lần thứ 47 diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2011 trong hạng mục phim truyền hình. Đồng thời anh cũng đạt giải nam diễn viên được yêu thích nhất với 55% phiếu bầu của khán giả qua. Mạng do đài KBS tổ chức, anh cũng đờ tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Miss Ripley của đài MBC cùng với nữ diễn viên Lisa. He, anh vào vai người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Mondo Song Yu Miss Ripley được trình chiếu trên đài MBC tối thứ hai, ba hàng tuần kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2011 vào tháng 3 năm 2012 anh bắt đầu tham gia bộ phim truyền hình do đài SBS sản xuất trong vai Thái tử Ly Gắc mang tên Ruptoprin cùng với nữ diễn viên Han Ji-min. Phim lấy ý tưởng mới lạ về việc một người du hành xuyên thời gian 300 năm để đi đến Seoul vào năm. 2012 ngay từ khi bắt đầu bấm máy, bộ phim The nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Sáng tác Yu Chun The sáng tác một số ca khúc trong các album tiếng Hàn và tiếng Nhật của TVXQ cùng với Uno Junho và Sia Junsu. Anh viết lời rap cho lớp after lớp trong album tiếng Hàn thứ hai của nhóm. Rai Jing Sun là một thành viên của SM Tao. Anh tham gia vào album mùa đông 2007 của hát. Ơn, um, only lớp với sáng tác evergreen. Chun cũng viết ca khúc sa rang an yên sa rang. lớp bài lớp ngoặc kép, nằm trong album tiếng hàn thứ tư. mirotic, anh cũng viết lời và đồng sáng tác nhạc ca khúc tiếng nhật Kishida mama. Sayonara. Nhật kiss list suki goodbye. Cùng với Hiroche chung trong album tiếng Nhật thứ ba. T trong dự án Trích anh viết lời cho ca khúc đơn của mình My girlfriend bằng tiếng Anh Kid the baby sky ca khúc trong địa đơn tiếng Nhật thứ 25 của TVXQ là ca khúc đầu tiên do youtube hoàn toàn sáng tác nhạc và lời. Tháng 9 năm 2009, anh và chê Chung song ca ca L Melody and Harmony do hai người cùng sáng tác và được sử dụng làm ca khúc chủ đề cho lễ kỷ niệm 35 năm mèo Hello Kitty. Tháng 4 năm 2010, theo thông tin từ Avexen, Yujun sẽ tham gia một bộ phim truyền hình Nhật Bản trên BTV mang tựa đề Lớp Vinh Yêu. Bên cạnh nữ diễn viên Nhật Omasa Aya, đời tư vụ kiện M Entertainment cuối tháng 7 năm 2009. Mickey Jun cùng hai thành viên khác của TVXQ, Kim Chê Chung và Sia Junsu, cùng ký vào đơn kiện, gửi lên tòa án Seoul để phá vỡ hiệu lực của bản hợp đồng giữa họ với SM Entertainment. Qua luật sư các thành viên chỉ ra rằng hợp đồng 13 năm thực sự quá dài và tiền thù lao nhóm được hưởng quá ít so với công sức họ bỏ ra. Nếu thua kiện, theo hợp đồng, đơn phương phá bỏ hợp đồng trước thời hạn. Nhóm sẽ phải đền bù gấp hai lần số lợi nhuận dự kiến thu được từ nhóm cho phần còn lại của hợp đồng. Ước tính khoảng hơn 100 tỷ won, 100 triệu đô la. Vụ kiện khiến cổ phiếu của SM Entertainment giảm xuống 30% trên sàn cây US PI Tòa án trung Tê, M quận Seoul đưa ra phán quyết cuối cùng nghiêng về phía chế chung. Junsu và Chun. toạt cũng chỉ ra rằng bản hợp đồng thiếu công bằng và các thành viên không được hưởng lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra trong quá trình vụ việc còn diễn biến phức tạp, ba thành viên đờ được chấp nhận tạm ho. N hợp đồng với SM và tách ra hoạt động riêng lẻ.